Đó là vài chục giây bù giờ cuối cùng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Đội chủ nhà dẫn trước 2-1 ở trận lượt đi nhưng bầy voi chiến đã gỡ hòa được một bàn trên sân Mỹ Đình. Khi những người Thái đã chuẩn bị sẵn cả về mặt tâm lý lẫn thể lực để bước vào hiệp phụ, thì nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Lê Công Vinh đã mang về cho tuyển Việt Nam một quả đá phạt. Nguyễn Minh Phương là người thực hiện. Tiền vệ mang áo số 12 tung ra một quả tạt cuộn tầm trung cực kỳ khó chịu cho người đàn em Công Vinh. Bằng một pha đánh đầu ngược, thủ thành Shin Sa-wae-chai chẳng còn cách nào khác ngoài vào lưới nhặt bóng. Một trong những pha kiến tạo đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất và giàu cảm xúc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam được thực hiện. Đội tuyển Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 trong sự vỡ òa cảm xúc của khán giả nước nhà. Minh Phương sau đó cũng được ban tổ chức giải trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền vệ mang áo số 12 đã không đá chính ở trận đấu ấy. Huấn luyện viên Henrique Calisto muốn bảo toàn lợi thế về mặt bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam nên đã sử dụng cặp tiền vệ thiên về phòng ngự, tranh chấp và thu hồi bóng là Phan Văn Tài Em và Nguyễn Minh Châu. Nhưng khi đối phương có được bàn thắng gỡ hòa, Minh Phương lập tức được tung vào sân. Ngày hôm ấy, ông Võ Quốc Thắng, ông bầu cũ của đội gạch Đồng Tâm Long An còn nói vui rằng đôi giày của Minh Phương là đôi giày có giá trị nhất ở trên sân bởi nó là vật chứng cho đường truyền lịch sử. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam gặp khó thì Minh Phương luôn luôn là niềm hy vọng số 1 của nhiều huấn luyện viên. Thế nhưng không nhiều người biết rằng nghề nghiệp và đích đến mơ ước của người vừa thực hiện pha kiến tạo ấy chưa bao giờ là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Minh Phương sinh ngày 5 tháng 7 năm 1980 tại một gia đình nghèo ở Long Khánh, Đồng Nai. Bố anh là nhân viên của một công ty cao su, còn mẹ thì buôn bán ở chợ. Từ nhỏ tài chính luôn là một vấn đề của gia đình Minh Phương, nên bố mẹ anh chỉ mong con mình sau này sẽ trở thành bác sĩ hoặc kỹ sư với ước vọng đổi đời. Dẫu cho con trai của họ là một ngôi sao thực thụ ở các giải bóng đá của trường và của huyện. Vì vậy Minh Phương được học hành đầy đủ và bản thân anh cũng rất nghiêm túc với việc học tập. Tới năm 1998, Minh Phương vào thành phố Hồ Chí Minh để thi đại học nhưng bị trượt. Kiên nhẫn, không nản chí và quyết tâm luyện thi lại, Minh Phương đã xin gia đình cho mình ở lại Sài Gòn thêm một năm. Trong khoảng thời gian ôn thi, một trong những cách mà Minh Phương thường lựa chọn để giải tỏa tinh thần sau những giờ học căng thẳng là tới sân Thống Nhất theo dõi những trận đấu của đội Cảng Sài Gòn. Cũng từ đó mà niềm đam mê từ lâu của Minh Phương lại trỗi dậy, đó là bóng đá. Thông qua lời giới thiệu của cựu trọng tài Bùi Như Đức, đội Cảng Sài Gòn đã đồng ý cho một cổ động viên của họ vào tập luyện. Chỉ vài tháng sau, hai huấn luyện viên là Phạm Huỳnh Tam Lang và Đặng Trần Trình đã phát hiện ra những tố chất đặc biệt của Minh Phương. Để rồi đang miệt mài đèn sách, đang bận thi cử, Minh Phương bắt đầu làm quen với mặt cỏ xanh, với trái bóng tròn, với quần đùi, áo số, bỏ lại giấc mơ giảng đường đại học ở sau lưng. Chàng trai quê Bình Phước quyết định thực hiện một ngã rẽ lớn trong cuộc đời của anh, đó là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Khi nhắc tới cái tên Nguyễn Minh Phương, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới một trong những tiền vệ tài hoa, thông minh và khéo léo nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, xuất phát điểm của ngôi sao sinh năm 80 lại không phải là ở khu trung tuyến, mà là ở hàng phòng ngự. Huấn luyện viên Tam Lang và Đặng Trần Trình ở đội Cảng Sài Gòn đánh giá Minh Phương là cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất làng túc cầu nước nhà lúc bấy giờ. Vì vậy nên họ đã xếp cậu trò quê Bình Phước đá hậu vệ cánh. Đó là lý do mà chỉ sau vài tháng thử việc, Minh Phương được nhận vào đội 1 Cảng Sài Gòn, một đội bóng có lối chơi sáng tạo và đẹp mắt nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Từ một cậu học sinh lớp 12 với nguyện vọng thi đậu đại học và không được ăn tập bóng đá bài bản, chỉ khoảng hơn 3 năm sau khi được lên chuyên, Minh Phương đã cùng Cảng Sài Gòn lên ngôi vô địch giải vô địch quốc gia mùa bóng 2001-2002. Tiềm năng đầy hứa hẹn của chàng trai quê Bình Phước đã lọt vào mắt xanh của ông Alfred Riedel, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam lúc bấy giờ. Nếu như Minh Phương bén duyên với bóng đá như một sự tình cờ, không hề biết trước, thì việc anh chuyển từ vị trí hậu vệ biên sang tiền vệ trung tâm cũng là do số phận đưa đẩy. Ở giữa năm 2002, đội tuyển Việt Nam đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở tuyến giữa, huấn luyện viên Riedel đã mạnh dạn thử nghiệm Minh Phương trong vai trò của một tiền vệ tổ chức. Tới tại cửa cấp 2002, chính chàng trai mang áo số 12 là người ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-1 và trực tiếp mang tấm huy chương đồng về cho thầy trò huấn luyện viên Henrique Calisto. Sau pha lập công đáng nhớ ấy, Minh Phương đã thu hút được sự chú ý của bầu thắng. Ông bầu của gạch Đồng Tông Long An đã bỏ ra tới 400 triệu đồng để chiêu mộ Minh Phương từ Cảng Sài Gòn. Tới Long An, cầu thủ sinh năm 80 tiếp tục được làm việc với huấn luyện viên Calisto. Nếu như ở Cảng Sài Gòn, những người thầy như Đặng Trần Trình hay Tam Lang rèn rũa cho Minh Phương những động tác chơi bóng và kỹ thuật cá nhân, thì thầy Tô đã giúp cầu thủ mang số 7 định hình tư duy chơi bóng, nhãn quan chiến thuật và sự thông minh của một tiền vệ trung tâm. Từ đó trở đi, huấn luyện viên Calisto luôn luôn coi Minh Phương là sự lựa chọn hàng đầu ở khu trung lộ mỗi khi ông dẫn dắt Đồng Tâm Long An hay là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khi còn đá ở vị trí hậu vệ biên, Minh Phương ít khi được so sánh với những siêu sao bóng đá nổi tiếng.
nhưng khi chuyển sang vị trí tiền vệ trung tâm, ngôi sao quê Bình Phước được nhiều cổ động viên so sánh với hàng loạt những sao số như Andrea Pirlo, Vosko, Zinedine Zidane, Xavi Hernandez hay là Andres Iniesta. Thậm chí sau này khi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh nổi danh, người ta cũng so sánh tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai với Minh Phương. Thể lực, tốc độ và sức bền của Minh Phương chỉ ở mức trung bình, thể hình và sức mạnh cũng không quá nổi bật. Chính vì vậy, Minh Phương chủ động lựa chọn lối chơi chậm rãi, thiên về đầu óc và tiết kiệm sức lực. Thay vào đó, ngôi sao sinh năm 80 có sự thông minh, sự kỹ thuật, tư duy và nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Không chỉ có vậy, Minh Phương cũng sở hữu sự tinh quái và óc quan sát nhạy bén, cùng những đường chuyền có thể loại bỏ hàng phòng ngự đối phương và đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi để ghi bàn. Ví dụ như hai pha kiến tạo đẹp mãn nhãn cho Huỳnh Quang Thanh và Công Vinh trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển UAE tại vòng bảng Asian Cup 2007. Hai pha sụp bóng tinh tế và đậm chất kỹ thuật của Minh Phương đã tạo nên một trận thắng đầy bất ngờ của thầy trò huấn luyện viên Riddle. Minh Phương là tiền vệ tốt nhất mà Việt Nam có được kể từ sau khi Hồng Sơn giải nghệ. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến khẳng định, Minh Phương là mẫu tiền vệ mà mọi đội bóng, mọi huấn luyện viên đều muốn có. Ông Trần Công Minh, cựu trợ lý Đồng Tông Long An phát biểu, ngoài ra còn là khả năng sút phạt thượng hạng. Pha sút phạt kiến tạo cho Công Vinh ghi bàn trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 gặp Thái Lan là một ví dụ điển hình. Còn ở ngoài sân cỏ, Minh Phương cũng nhận được rất nhiều lời khen của huấn luyện viên Mai Đức Chung, cựu trợ lý huấn luyện viên Riddle. Minh Phương chăm tập, tự giác, không phải nhắc nhở. Cậu ấy làm đội trưởng nhờ tư cách đạo đức tốt, chuyên nghiệp và rất gắt, luôn đôn đốc nhắc nhở anh em tập luyện và thi đấu, là tấm gương cho cầu thủ sau này học tập. Lứa của Minh Phương kẹp giữa hai lứa đáng chú ý, trước có Huỳnh Đức Hồng Sơn chập chững lên chuyên, sau đó có lứa Văn Quyến dính vào bán độ. Đó là thời điểm bóng đá Việt Nam chuyển đổi, có nhiều vấn đề xảy ra, nhưng Minh Phương thì tuyệt đối không dính dáng. Cậu ấy đi lên từ khó khăn nên nghị lực, quý trọng đồng tiền mình làm ra và cực kỳ chuyên nghiệp. Ông Dương Vũ Lâm, cựu trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam cũng không tiếc những lời có cánh dành cho Minh Phương. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ở AFF Cup 2010, dù tiền vệ mang áo số 12 đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhưng huấn luyện viên Calisto vẫn bỏ công sức để thuyết phục bằng được Minh Phương quay trở lại khoác áo tuyển. Lúc bấy giờ, tiền vệ quê Bình Phước đã vượt qua huyền thoại Lê Huỳnh Đức để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam nhiều nhất trong lịch sử. Với tổng cộng 70 lần ra sân, Minh Phương đã phá kỷ lục 66 trận đấu của Huỳnh Đức. Còn trong màu áo câu lạc bộ, Minh Phương đã cùng tài em nhiều năm liền là cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu của V-League. Trong màu áo Đồng Tâm Long An, Minh Phương có hai lần liên tiếp được trải nghiệm cảm giác vô địch V-League cùng Cúp Quốc gia trong năm 2005 và V-League 2006. Đây cũng là hai năm mà số 7 của gạch giành giải thưởng bóng bạc Việt Nam. Từ năm 2010, Minh Phương không giành được quả bóng đồng cũng chẳng phải là bóng bạc mà là quả bóng vàng. Mùa giải năm ấy, SAB Đà Nẵng đã phải chi ra tới 5 tỷ đồng để thuyết phục tiền vệ sinh năm 80 rời Đồng Tông Long An. Cũng ở trong năm 2010, Minh Phương giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất của V-League. Chỉ 2 năm sau, thủ quân mang áo số 7 đã giúp đội bóng sông Hàn lên ngôi vô địch đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. Lúc bấy giờ, Minh Phương là cầu thủ duy nhất của làng túc cầu nước nhà giành 4 chức vô địch V-League và 2 cúp quốc gia với 3 câu lạc bộ khác nhau. 2012 cũng là năm mà Minh Phương giành được thêm một danh hiệu quả bóng đồng và giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất V-League. Ngày 20 tháng 9 năm 2015 chắc chắn là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số huy hoàng và lẫy lừng của Minh Phương. Đó là ngày mà huyền thoại bóng đá Việt Nam chơi trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng. Ngày hôm ấy, nhiều cổ động viên trên sân Chi Lăng đã không thể kìm được những giọt nước mắt đầy xúc động, bởi sau trận đấu cuối cùng của V-League 2015, họ sẽ không còn được nhìn thấy những bước chạy, những đường truyền đậm chất nghệ sĩ của Phương Captain nữa. Đó là một cái kết đẹp và trọn vẹn sau 17 năm chinh chiến của Minh Phương, một trong những cầu thủ có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhất của lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau khi treo giày, Minh Phương lần lượt làm huấn luyện viên trưởng của các đội bóng như Long An, SAB Đà Nẵng, Bình Phước và hiện tại anh đang làm việc tại trung tâm bóng đá Juventus Việt Nam. Dù đã rất nỗ lực nhưng thành công trong sự nghiệp cầm quân vẫn là điều mà cựu hậu vệ Cảng Sài Gòn đang tìm kiếm. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với những video của tôi hàng ngày và nhớ ấn subscribe kênh cũng như ấn thông báo để luôn cập nhật những video của tôi mỗi ngày nhé. Bởi trong năm 2021 này thì sẽ có rất nhiều điều bất ngờ thú vị đấy.